anh em nghệ sĩ, những người có niềm đam mê với hội họa khi đến Hội An thì có một không gian sáng tác, một nơi để giao lưu và một nơi để làm việc thực thụ. Nhóm chúng tôi là thiên hướng làm rất thích cảm giác trực họa và vẫn vẽ ở xưởng, hàng ngày vẫn làm việc xưởng. Sau thời gian đó là chúng tôi dành khoảng thời gian nhỏ nhỏ vào buổi sáng đi dạo quanh cái con phố và ghi lại cái cảm nhận của mình từng ngày một về sự thay đổi. Với chủ đề là một góc nhỏ phố, họa sĩ cả nước về đây khám phá những cái tinh túy nhất, cái hồn của phố, con người của Hội An. Cái tác phẩm nghệ thuật của cái bức tranh của họa sĩ đã tạo nên thành một cái dáng dấp của con người Hội An. Từng góc phố, từng ngõ hẻm, từng cái kiệt đều là trở thành một cái văn hóa cả.